Hello Bác, guys. chào Thái Quang, chào tất cả anh chị em trên diễn đàn Thái Quang nha. Hello, xin chào Việt Nam. Vừa rồi Việt Nam xem cái clip đó thấy thế nào? Mấy cái clip đó thì em có xem nhiều, em cũng có coi rất là nhiều. Mỗi lần mình coi á, Thân chào Việt Nam, Thái Quang, ôi mọi người. chào, Nói đi. sao gì tên? Nói đi. Dạ, anh cứ sáng gì lên. Mỗi lần coi đó thì Lâu. chỉ có thấy thôi. Lâu lắm rồi mới gặp anh cái gì tên đó nha. Ờ, tại vì anh đang sống ẩn dật á. Sống vẫn chặt hả? Ở chờ chứ Việt Vai nói đi em. Dạ thì cũng không có. Ủa Ở Việt Nam sao sao nghe không đó rõ bạn? hả? Nghe âm thanh nó hơi dập dờ. Thì anh cảm ơn cơ quan mời anh lên. Thì cái Dạ. chủ đề mà bữa nay em tính nói, hình như là tính nói về cái con nhỏ Việt Nam, người Mỹ gốc Việt, mà nó trên tàu Reagan USS gì đó phải không em? Dạ đúng anh. Thì anh nghe cái đó anh cũng rất là bức xúc, bức lông em. Thì em chia sẻ trước đi anh. Thì anh thì chắc là em cũng biết anh, thì anh giới thiệu anh cũng ở bên Mỹ. Ok, thì anh cũng có những quan điểm riêng của anh, nhưng mà cái quan điểm của anh như nó ngược lại rất là nhiều người bên này nha. Chắc có Dạ. lẽ quan điểm anh nó chỉ có 1-2%, trong đó thì cảm ơn đã có feedback. Chứ còn ngoài ra chung quanh anh chắc ai cũng 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 làm cảm thấy tự hào với lại cái cô gái trẻ đó. Nhưng mà anh thì anh không thể hiểu được cái tư duy của những người Việt Nam mình ở bên này, làm gì họ khát khao. Hello Việt Thế, Vai. thế, thế, thế. À, hello lại Việt Nam, xin chào Trung. Thế này Hello nè anh. nè Dạ em thế lâu này lắm nè em anh lâu lắm cái chưa sáng gì tân với qua mọi người à. rồi. Hôm nay tức là trên live thì thông qua xin giới thiệu lại mọi người nha. Thứ nhất là trong trong nước chúng ta thì có Trung thì chắc mọi người biết rồi đúng không ạ? Còn ở Mỹ thì có anh cư sĩ Duy Tân và Việt Rai. Thì hôm nay là anh em muốn lên cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề của thời quang đó. Ủa Chung sao rớt rớt rồi, rớt rồi mời lại cũng không được nữa ta. Thật ra là đối với em thì cái thấy ta mới sao, thật ra khi em nghe câu chuyện đó đó thì em cũng thấy rất là nực cười, rất là nực cười. Cho nên là hôm nay em muốn làm chủ đề này để mọi người chia sẻ với nhau rõ hơn. Và đặc biệt rằng là em cũng có nghe một cái thông tin ở bên ngoài á, thông tin hành lang á, mình gọi tạm là thông tin hành lang. Đó là cái cô gái Huyền Trân đó, là qua Mỹ được 8 năm và hiện tại Mới cô ta là chưa có quốc tịch Mỹ, Thì cũng có vài anh em họ thắc mắc là nếu mà chưa có quốc tịch Mỹ thì tại sao lại được vào trong gọi là phục vụ trong quân đội Mỹ. Đó. Thì đây là cho cái phép mình điều trả mà lời thắc đi, mắc. cho phép mình trả lời. Dạ dạ em xin mời À, anh ạ. hiện nay á, anh nghe nói á, tụi Mỹ á, nó khuyến khích tụi trẻ tham gia quân đội, nhất là Dạ. những người mà chưa có quốc tịch á. Mà nếu mà Dạ. chịu tham gia quân đội thì nó xúc tiến cái vấn đề mà vào quốc tịch nhanh hơn đó. Dạ. Thì cái con nhỏ đó nó vào quân đội, nó vào hải quân thì đại khái cũng là vì cuộc sống thôi Chung cầm cái này cho anh chút xíu thôi đúng không, nó vì cuộc sống đó thôi chứ nó đâu có lý tưởng. Cái quái nó mới sang Mỹ nó 8 năm mà nó lý tưởng gì cho nước Mỹ, đúng không? Việt Vai, em nghĩ sao? Em cũng ở Mỹ, em cho biết ý kiến đi. ok anh. Em nói thì có gì sai thì nhờ anh coi coi có đúng không, có gì thì anh chỉnh lại. Việt Ray chào lại anh chị em nha. Theo em nghĩ á, thì tại vì em cũng có một thằng thằng bạn, thì nó cũng là em thôi, nó cũng là em, nó nhỏ tuổi hơn em, thì nó cũng qua đây theo diện mà giống như là đi du học đồ này kia, ghép cái gì đó, rồi đi du học rồi qua đây rồi nó có quen một cái con bé này mà lục đục sao quá, hai đứa chia tay thì ảnh chưa có được vô quốc tịch thì ảnh mới quán lên
Anh nói chết rồi, chuyến này là em không xong rồi. Giống như là giờ nó em với nó không hợp nhau, chia tay thì cái chuyện giấy tờ của em là coi như là cũng tiêu luôn. Thì bây giờ anh không biết làm gì nữa, mà anh cũng ở đây cũng thời gian rồi. Bây giờ là cái chuyện đầu tiên là phải có quốc tịch thì mới được ở lại thôi, còn không thôi là sẽ bị trục xuất. Thì cuối cùng hết, ảnh đăng ký vô lính, ảnh đi lính lính bộ binh đó, thì Đó đăng đó ký đó. đó giống y như anh nói vậy đó. Thì ảnh đi đăng ký vô lính, thì ảnh vô lính cũng vài năm nay rồi, thì coi như đăng ký vô lính rồi thì mọi thứ nó lại ổn trở lại, không có bị trục xuất về. Thì đó thì nó là như vậy anh, đơn giản mà nói thì thật sự á, đối với người Việt Nam mình á, thì hay là không phải người Việt Nam mình không đâu, để Việt Rai sửa lại tí xíu, không những người Việt Nam mình mà nhiều người ở những đất nước khác họ qua đây nữa. Cái này là Việt Rai nói là cho giới Sắc trẻ dân trẻ giới trẻ sắc dân khác. những cái sắc dân khác, người ta qua đây người ta định cư, hay là người ta qua đây một cái gì đó mà người ta muốn ở lại, thì bằng mọi cách người ta thử đủ cách này cách kia, lấy kiếm vợ kiếm chồng người có quốc tịch để được ở lại. Mà nếu không được nữa thì con đường cuối cùng là đi lính. Thì ở bên Mỹ này á, cái hệ thống mà quân đội của nó rất là mạnh, rất là lớn, giống như anh chị em cũng biết rồi, thì anh cư sĩ anh cũng biết rồi, Mỹ hàng năm nó chi ra cả hàng ngàn tỷ vô cho cái quân đội của nó, đúng không anh? Thì nó quảng cáo giống như nó quảng cáo tôm hùm á em, quảng Đúng rồi, anh đi cáo đâu anh cũng thấy gì gì goarmy.com hả, là vô. coi như Đúng là khắp mọi nơi luôn á đó. Thì về cái tiền mà của GDP, cái tiền của Mỹ thu nhập vô hàng năm á, thì nó đổ vô cho quân đội là hình như theo Vietray biết, không có chắc chắn 100%, rồi. có thể em sai nha, nhưng mà cũng là một trong những cái ưu tiên hàng đầu mà là cao nhất cho quân đội Mỹ đó. Cho nên tụi nó thấy quân đội của nó rất là mạnh, rất là hùng hậu. Thì đó, mấy bạn đa số vô là chỉ vì cái quốc tịch để được ở lại thôi, chứ Nhưng còn mà nếu nó ở Mỹ vô quân đội nguy hiểm lắm, là tại vì nó cho mình nhiều quyền lợi, cái đó em biết đúng không? đúng rồi anh, nhiều quyền nhưng lợi mà lắm. nhưng mà nhưng mà nó nắm cuộc đời của em, ok, Đúng rồi. nó nắm cái cuộc sống của em, coi như nó bảo em sống thì em sống, mà nó bảo em chết thì em chết. Nhưng mà có nhiều người họ tranh luận nói chứ đi lính thì mình phải chiến đấu để mình chống và bảo vệ đất nước, nhưng mà thật ra Mỹ chẳng có hề bị xâm lăng, Đúng rồi. nó toàn là nó kéo kéo lính vô để mà nó đi xâm lăng người ta cho chứ. Thật ra mà mỗi lần mà có chiến tranh này kia là chiến tranh nó xâm lăng người ta, nhưng mà nó luôn luôn nó gọi nó dùng mỹ từ, nó mỹ danh, nó nói là những người này là những người mà chiến đấu cho cái tự do của mình, có nghĩa fight for your freedom. Nhưng mà bullshit, nó đâu có fight freedom gì đâu, nước Mỹ freedom đâu có bị vi phạm gì đâu em, thấy Đúng không? rồi. Cho nên nó cứ nhồi sọ người ta là những người lính Mỹ này, những người lính này là đi chiến đấu để bảo vệ đất nước Mỹ. Em thấy cái câu nói nó vô vô cùng sai đúng không? Nhưng mà nó nói từ ngày này qua ngày khác ấy. Thì thành ra mỗi lần mà người ta nhìn những người lính Mỹ, người ta ngưỡng mộ, ừ, mấy người này là những người giống như là bảo vệ đất nước Mỹ, sao không phải? Mấy Đó người thì đúng này là vậy đó. là tay sai cho chính phủ Mỹ để đi xâm lăng, là công cụ cho nó để đi chiến đấu cho, không phải cho nước Mỹ mà để cho những thành phần mà gọi là, thật ra đã chiến đấu cho những thành phần đại tư bản. Đại tư bản nó đứng đằng sau mấy thằng politician, có nghĩa là những thằng chính trị gia đó, Trị gia. chứ nó đâu có chiến đấu cho cái tự do dân chủ nhân quyền gì của dân Mỹ, đúng không em? Tiếp đi em. Đúng, anh nói đúng. Em thì em lại có một thằng em rồi, nó có vợ, mà em em vợ của thằng em á, nó cũng đi lính. Thì tụi em nói có lần em nói chuyện với nó, nói đi lính mày thấy làm sao này kia nọ, thì nó cũng nói giống anh vậy, đa số là được quyền lợi. Cứ hễ mà hỏi sao đi lính, mày có thích đi lính không, đi lính sao, là nó thích, tao thích lắm, đi lính được quyền lợi. Thì đúng, đi lính anh được mua nhà mua cửa, anh cũng được ưu tiên, đi xin việc làm anh cũng được ưu tiên, nó có mấy cái ưu tiên đó. Chứ còn thật sự hỏi yêu nước, nó chả yêu mẹ gì cả, chỉ đi lính là được cái này được cái kia thôi đó.
thì mà yêu lợi ích đúng không? Tính ra là chỉ là yêu lợi ích thôi đúng không Việt Ra? yêu cái gì sợ không yêu luôn á chứ, nhưng mà chỉ là vì quyền lợi. Cái thứ nhất, cái một cái nữa em muốn nói nữa là như thế này, những cái thành phần mà sau khi mà bắt đầu đăng ký đi lính đó, có cái ý nghĩ đăng ký đi lính đó, là đa số những đứa đó cái con đường học vẫn không có thành công. Ví dụ như đó, thí dụ như là em thí dụ đi, bây giờ em thí dụ đi, em học xong ra lớp 12 rồi nè, ra trung học, giờ bắt đầu em đi đại học, em thi đại học rớt, em thi đại học, em vô đại học em bị rớt, em không có đậu đại học, hay là em đi đại học em thấy chán nản quá, giờ đi học quá, giờ ngu, học không nổi này kia nọ, mà lại được muốn cho sau này mình được cái tương lai, hoặc là mình vô trong lính mình học này học kia để mình có cái nghề, đăng ký đi lính đó, anh hiểu không? Đó là nó như Thì vậy, hết đường rồi em, đúng rồi hết đường rồi, đó, đúng rồi giờ đó con đường cuối cùng rồi. đó, thì em nói là con đường cuối cùng coi như là không thành công nữa, không ấy nữa, thì đăng ký đi lính đó là vậy. Chứ còn bây giờ mà nói là tao yêu nước quá, tao muốn đi lính để tao bảo vệ đất nước tao hay này kia kia nọ, that bullshit, that Nhưng toàn cái đó là mà bây xạo. giờ quay trở lại nói cái con nhỏ ở Việt Nam đi, thì Dạ. anh thấy như anh với em với lại một số rất là nhỏ người Việt sống ở Mỹ á, là Dạ. trông thấy giống nhau, chứ còn hầu hết những người Việt ở bên Mỹ này không biết là sao á, Đúng rồi. họ cái tư tưởng chính trị của họ nó lệch lạc, nó sai lầm. Ví dụ như họ nhìn cái con nhỏ đó cứ thấy hình, cũng không có một người nào đó họ chụp hình cái con nhỏ đó đứng trên cái tàu đó, chứ nó chả có ý nghĩa gì hết, nó chỉ là một cái đứa con nít, đứa trẻ, nó phục vụ cho quân đội Mỹ, nó ở trên cái tàu nó chụp hình, mình chả biết nó làm cái gì, mình chả biết nó là như thế nào. Thế là ở dưới là tung hô, trời ơi anh đọc mà anh thấy thấy gọi là muốn ói luôn em, nào là tung hô, nào là bà trưng bà chiếu, trời ơi rạng người. Mà khi mà người ta thích quá đó, giống như cái kiểu giống như là thấy người sang bắt quà làm họ, hay là gọi là gì ta, gọi là giống như ké hơi em, gọi là tiếng Việt mình có câu gì không, ké vào Dựa hơi đúng không, hơi anh. đúng rồi, đúng rồi vậy. Thì khi mà họ dựa hơi họ cảm thấy, tự nhiên họ cảm thấy tự hào, nó chả biết tự hào cái gì, nó Đó chả đó liên đó hệ đó gì đó hết, cái chỗ tự nó hào chả á em cười có nhất liên rồi hệ mày. gì hết. Mà họ cảm thấy tự hào trong cái bắt đầu từ từ nó chuyển qua, bắt đầu nó cá nhân, có nghĩa là họ nhìn nhỏ, họ thấy nhỏ đẹp. Thật ra anh không muốn tấn công con nhỏ này, tại nhỏ này thật ra nó vô tội, nó không có gì đâu, không biết gì đâu, Đúng ai rồi. chụp hình nó đưa lên chứ nó đâu có làm gì đâu. Tuy nhiên bây giờ mình xoay mình chửi nó là không đúng, thành ra anh tuyệt đối anh cũng muốn nói nó, nhưng mà cái này anh phải nói là con bé này nó không có xấu, mà nó đạp rạng rỡ thì cũng không. Anh biết anh nghĩ anh gì có sai rồi anh biết, nhưng mà những người mà họ chống cộng đó, hoặc là họ đội Mỹ lên đầu đó, thì họ cứ thấy con nhỏ này đi lính Mỹ mặc đồ như thế là tự nhiên họ nhìn con nhỏ là thấy đẹp còn hơn là Ngọc Trinh nữa. Cho nên anh thấy cái đó nó mắc cười quá, anh nó chẳng hiểu. Nhưng mà nó bị gọi là conflict interest này. Có thể là kiểu giống như là mâu thuẫn. Ví dụ như nó đang ở trên cái tàu Mỹ, thì cái tàu Mỹ này đi ghé qua Việt Nam thì nó có liên hệ gì đâu. Con nhỏ này nó có gì đâu, tự hào cái gì, các anh chị tự hào cái gì, nhưng mà nó tự hào là nó tự hào con nhỏ này người Việt gốc Mỹ, ấy mình người Mỹ gốc Việt mà nó như vậy là làm cho cộng đồng Việt Nam nở mặt mày. Anh ấy anh chả thấy gì nở mặt nở mày, em có thấy nở mặt nở mày không? Anh thấy rất là bình thường, chả gì, chả care, chả quan tâm, nó Con có em làm mà gì nó là nói gì mì quân đội hay gì là em bác liền, mà em hỏi nó, em cũng hỏi thử tụi nó, em nói nha, sao thấy quân đội Mỹ sao tụi con muốn tham gia, đứa nào đứa nấy lắc đầu no, không 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 bao giờ. đang sống bình thường mà đi vô chỗ đó giống như đi chỗ chết em. Dạ đúng rồi anh. Nhiều khi đó nó có chiến tranh cái là mình chết, coi như là Việt Nam chẳng hạn, chiến tranh Việt Nam đó thường thường lính Mỹ ấy, là nó là lính tình nguyện, hầu hết là tình nguyện, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh ấy, mà nó bắt đầu nó bị sa lầy á, là nó không đủ người á, là bắt đầu nó trót, có nghĩa là nó Nó bắt buộc gọi là gì, bắt bắt buộc bắt lính. Thì đó, cuộc chiến tranh Việt Nam là như lính. thế. Thì nhân tiện nói này cho anh nói từ cái con nhỏ này á, mà anh nói qua cái tư duy mà tư duy của những người Việt Nam ở bên này mà anh đã phá luôn, anh nói thẳng luôn là tư duy họ lệch lạc vô cùng. Ví dụ như có một thời gian tự nhiên có cái thằng là tướng Lương Xuân Việt không, em có nhớ là tướng Lương Xuân Việt không em? À, đúng rồi, Cái Lương thằng Xuân Việt, đó tướng Lương Xuân Việt. nó cũng chả là cái gì ấy, nó đi lính Mỹ
thì nó là tướng, nó tướng lính, nó tướng ở trong cái quân đội Mỹ. Thế là cộng đồng Việt Nam, và cộng đồng này là cộng đồng chống cộng nha, cộng đồng cờ vàng nha, cộng đồng Việt Nam là không có anh trong này, ok, là anh ấy chắc không có, không có em trong này á, là Hãy ôi thế nào cứu gương chân vượt là làm cho rạng rỡ cộng đồng Việt Nam, người Việt Nam ở đấy. Bây giờ thằng này nó không có, nó không có thằng này, hay là nó có 10 thằng này, anh thấy nó chả liên hệ, anh vẫn sống bình thường, chả, anh thấy chả có liên hệ gì hết cả. Đó. Mà đưa cái thằng này lên trời mây, thế là thằng này nó thích quá, bắt đầu nó lên YouTube, em có coi, không biết em có coi, em có quay clip, nó lên nó nói lung tung beng hết, tại vì nó được cộng đồng Việt Nam mình đưa nó lên mây nhiều quá, là nó lên, nó bắt đầu lên nói. Thì anh thấy nói tiếng Việt cũng ok, nói tiếng Việt ok chứ không phải nó không nói được đâu, nhưng mà nó là tướng mà hoàn toàn không hiểu về lịch sử, không biết gì về cuộc chiến tranh Việt Nam, không Đúng biết, không, nó không, không hiểu gì cả. Thành ra nếu mà nó là người bình thường nó không biết thì đâu có sao, bất cứ người Việt Nam mình bình thường đâu phải ai cũng biết lịch sử em, nhưng mà nó là tướng thì anh đòi hỏi nó phải có một cái hiểu biết ít nhiều, đúng rồi. nhất là cái Thứ nhất là lịch đúng không? sử. Ừ, mà lịch sử ngày nay nó đã kết luận từ lâu rồi, thành ra anh đừng có tìm cách anh diễn giải lịch sử theo cái cách của anh, không ai nghe cả. Lịch sử nó đã đi đến kết luận, nhất là lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam, nó kết luận từ nhiều nguồn khắp nơi trên thế giới, cộng luôn cả lịch sử Việt Nam nữa, nó đều khớp với nhau. Chỉ có lịch sử cờ vàng đó, là hoàn toàn không giống ai hết trơn. Lịch sử cờ vàng là chế ra để mà bào chữa cho cái, và đưa ra những cái nguyên luận của mình thôi. Thì cái thằng Lưu Xuân Việt này nó cũng y hệt vậy. Các tụi em rảnh đó, lên trên YouTube đánh Lưu Xuân Việt ngồi nghe nói thử với mấy câu, nói chật lất sao bét mà là tướng đó. Đó. Thành ra anh xong rồi cúng cái tư duy của người Việt Nam đó, cho anh nói tới cái thằng là Joseph Cao, không biết Việt Pride biết Joseph Cao Joseph Cao nghe tên quen quen mà em cũng không rành. không? Joseph Cao nó cũng lâu rồi, cũng 10 năm về trước rồi. Thằng này á nó công giáo, ok, nó gốc là công giáo chống cộng chứ nó bình thường luôn. Thì nó là luật sư, nhưng mà nó được biết sao nó chó tát rồi thì nó được vào quốc hội, nó được nó như là làm thượng nghị sĩ hay gì đó, tại vì lý do là cái thằng đáng lẽ là nó không thể nào thắng được, mà như có cái thằng nó đối thủ của nó là da đen, nhưng mà nó thắng rồi, nhưng mà nghe nói tại vì nó bị cái gì đụng luật gì đó, phạm luật gì đó, thành ra nó bị banh thằng đang này lên, chứ không phải này bầu hay là giỏi giang ấy. Thì thằng này vừa lên làm thượng nghị sĩ cái là bắt đầu phục vụ cho đất nước Mỹ thì không phục vụ, mà tự nhiên lại chó mỏ về Việt Nam, là nó có một thời gian nó về Việt Nam em, về Việt Nam rồi nói lăng nhăng gì ấy. Thì anh ý anh nói mình là người Mỹ gốc Việt mà mình đã được bầu vào để phục vụ cho chính phủ Mỹ thì cứ việc phục vụ cho chính phủ Mỹ đi, mắc mớ gì thì mày chó mỏ về Việt Nam, mày dùng cái quyền chức tước của mày để mày can thiệp vô Việt Nam, vô lý Vậy không? Rồi có là nó được cái đám cộng đồng cờ vàng bơm đít nó nữa cho nên nó máu. rồi, rồi có bà mà Dương Nguyệt Ánh, em biết Dương Nguyệt Ánh không? Biết anh có nghe Dương Nguyệt Ánh là con mẹ kiểu giống như kỹ sư người Mỹ gốc Việt, mẹ sang năm 75 rồi đó, thì cũng cộng đồng bên này, trời ơi suốt bao nhiêu thế không phải bao nhiêu thập niên đó, cứ mặc ca tụng, nhất là trong chương trình Paris by Night bằng cha Nguyễn Hồng Gạo lên cũng nhắc tới bà, đem bà ra ca tụng, nhưng mà anh ngồi anh gãi đầu anh suy nghĩ không hiểu tại sao mà ca tụng cái mẹ này đại khái mẹ là chế cái bom để mà phá cái bunker, em hiểu không? Nhớ Dạ. nhớ em nhớ Dạ. được vậy. Dạ dạ em biết bà bunker là bà bà cũng mấy cái hầm nhỏ nhỏ mà yeah để cho lính nó trú ở dưới đất á. đó 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 bị bà thật ra bà không chế, nhưng mà bà lãnh đạo, bà là manager cho một cái project đó để mà lãnh đạo một nhóm kỹ sư gì đó, thì nó chế ra cái bom đó để phá hủy mấy cái hầm đó. Thì cộng đồng Việt Nam bên này ôi trời ơi là ca tụng bà, tự hào bà, nhưng mà anh thấy cái vấn đề nó hơi nhạy cảm đó, là thật ra bà này chỉ là một cái nghề của bà thôi, cái nghề cũng bất giống như tất cả cái nghề nào khác, tuy rằng cái nghề này nó hơi cao cấp tí xíu, là có nghĩa là mình trong cái môi trường mà sáng chế chế tạo hay là nó, nhưng mà nó cũng là một cái nghề,
Nhưng mà cái nghề này nó hơi nhạy cảm ở chỗ là mình chế ra một cái bom, cái vũ khí để giết người. Thành ra cái vấn đề này nó hơi nhạy cảm. Làm sao mà mình có thể bảo đảm được cái bom của mình nó là chuyên môn giết những người mà xấu. Nó đã nói là giết người mà nó có thể nó giết người Thì cũng giống như giết em xin lỗi anh cư sĩ gì thôi đó nha. đây. Cũng giống như là cái vụ con bé đi, bây giờ mình trở lại cái vụ mấy Ok. bữa nay rầm rộ giống như của anh Thơ Quang vậy đó. Mấy bữa nay mà anh Thơ Quang anh cũng nói cái vụ này là trên cái tàu giống như cái con bé đó. Em thì cũng giống như anh hồi nãy em nói, cũng giống như anh vậy thôi. Em không có đả phá gì con bé này hết, nói thật sự mà nói. Chị này nhìn cái mặt rất là rạng rỡ, rất rất là vui, nụ cười rất là tươi, hài hòa, hòa đồng, vui vẻ, ok có gì hết. Nhưng mà có cái thì cũng giống như anh là em hơi hơi ngạc nhiên, bức xúc. Cái bà con không những là ở ngoài Việt Nam, không những là ở hải ngoại mà còn luôn cả ở trong nước nữa. Cũng Đúng rồi, có đúng rồi, đúng. nhiều người ở trong nước mà không những lại còn thêm vài tờ báo nữa cũng viết lên truyền thông gì á, cũng viết lên là gì tự hào quá cô gái Việt Nam gì trên tàu Mỹ tùm lum tà la hết. Thì em cũng Rạng hơi chần cái chừ đó điên không? đấy. Đấy thì bởi vậy em mới nói là sao tự hào dữ gì trời, cũng mình thấy bình thường mà nó bên kia nó đi lính thì nó cũng có cái mục đích riêng của nó thôi, hay cái gì đó thì đi lính phục vụ cho lính Mỹ thôi chứ làm sao mà tự hào. Bây giờ thí dụ hỏi anh nè, bây giờ tự hào cái kiểu đó mà giờ lỡ em thí dụ đi một ngày nào đó có cái vụ gì xích mích đi, thí dụ Việt Nam mình chơi tất cả các nước trên thế giới mà thằng Mỹ nó không thích, má nó bem Việt Nam mình, thì cái cô gái đó thì ở đâu làm gì, có Đúng phải rồi, đúng nó cũng ở trên cái tàu đó thì nó đang đi lính cho Mỹ thì có phải nó phục vụ Mỹ mà nó quất luôn Việt Nam mình không? Em thì em nói thẳng cái đại khái em thấy làm sao em nói vậy chứ em không có ấy đúng không, mấy anh nghĩ cái chuyện đó đúng không? rồi. Bây giờ Mỹ nó không có mâu thuẫn chiến tranh với Việt Nam gì nữa thì cũng chẳng có gì phải khen cái con bé đó. Tại vì nó đang phục vụ cho cái chính phủ Mỹ, phục vụ Việt Nam đâu. Mà nó mặc đồ áo Mỹ, lính Mỹ, anh vẫn chưa thấy có cái gì mà tự nhiên là Việt Nam, các người, các cộng đồng cờ vàng ở bên Mỹ cộng với lại một số ở bên Việt Nam lại ca tụ, anh vẫn không thấy được. Mà anh cho rằng ấu trĩ vô lý vô cùng luôn. Em thấy nó lãng chưa từng thấy luôn á, tự nhiên tự hào quá cô gái gì Việt Nam trên tàu Mỹ, em nói tự hào cái con khỉ mẹ, tới chừng đụng chuyện đi nó quất nhau rồi nó thổi bơm thổi cà nông nó phang vô Việt Nam thì lúc đó mà ngồi đó mà tự hào nó. Đúng Nói rồi, chung là thì lúc đó cô bé đó thì cũng phải chấp hành mệnh lệnh cấp trên của cô bé, cô ta đó là những sĩ quan Mỹ thôi, đúng chưa? chính xác Đúng không? anh Chứ đâu có đó. thể nào mà anh nói chuyện mà lúc đó anh không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên của mình được. Bởi vì nếu mà không chấp Đó hành là luật giao binh là nó quất liền tại chỗ, không anh có nói đi nhiều. đi vô Nó quốc không bao giờ chấp hành không? Thì cái thế thế này riêng của là cái gì nó ta với riêng Việt của riêng Nam nó nè. Nãy giờ trên đây thì mình có ba anh em, ok mà rồi nãy cho giờ tao quyên hai hai ông bên Mỹ, hai bên rồi Mỹ đang 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 sôi nổi. Thì có cái ông ngoài Đắk Lắk ông ngộn buồn quá, ông tội nghiệp ổng, rồi để cho tao ông tham xin gia một lỗi tí cho cho vui mấy ha. anh Ok, rồi rồi xin mời mấy chung. anh mấy anh nói chuyện nha, Việt Ray xuống có công việc tí xíu đó, em cũng tranh Tí thủ vậy đâu có em được biết em. Trung, em biết mà Trung nó Thì đang ấy, xuống đi. em nhảy xuống tí xíu có gì em nhảy lên lại Ok rồi ok. mời các anh ha. Ok.